Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn combo dành cho các bạn ưa thích sự tiện dụng khi mà đi du lịch. Chúng ta có lò ớt 300 mini đến từ thương hiệu LB và sạc dự phòng GoMod 1000 mAh. Với combo này thì bạn dễ dàng mang theo bên mình dàn âm thanh mini đi kèm với âm nhạc sống động từ lo LB. Chiếc lo LB S300 này chỉ với giá 100.000 và sạc GoMod 1000 mAh với giá là 300.000. Combo này chỉ giá 400.000. Điều đặc biệt của combo này bao gồm những gì? Chiếc loa mini S300 thiết kế là khá nhỏ gọn, tích hợp đèn led đổi màu như các bạn đang thấy. Loa này các bạn có thể nghe qua điện thoại hoặc laptop, máy tính, TV đều được. Điều đặc biệt là bạn có thể sử dụng cổng nguồn USB 2.0 để sạc cho loa. Âm thanh của loa khá ấn tượng ở mức độ nghe nhạc khá trung thực. Các bạn có thể nghe qua âm thanh mà mình đang mở ở một bài hát như thế này. Sạc GoMod ACE 1000, dung lượng là 1000 mAh. Bạn có thể dễ dàng sạc được 3 đến 4 lần điện thoại iPhone 8 tấm LED. Điểm đặc biệt của chiếc sạc GoMod này là nó sẽ không ngắt nguồn điện khi bạn cấm tín hiệu từ âm thanh như cái loa S300 này. Các bạn lưu ý, trên thị trường có rất nhiều dòng sạc dự phòng, có loại là chúng ta sẽ bị ngắt tín hiệu kết nối khi kết nối các thiết bị ngoại vi khác, đặc biệt là tín hiệu của loa. Nên các bạn lưu ý sạc GoMod 1000 mAh, các bạn khi nghe nhạc thì không bị đứt nối tín hiệu dây chừng. Cục sạc khá là chắc tay, khá nặng, tương đối là nhỏ gọn. Combo này mình xin nhắc lại, trị giá combo này là 400.000. Mình đang sẵn hàng.